Kinh Đại Phương Đản Đại Tập Quyển 10 Phẩm 5 Bồ Tát Hải Tuệ Phần 3. Khi ấy Bồ Tát Hải Tuệ thưa: Thế Tôn, kinh Đại Thừa này mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh. Vì sao? Vì nhờ Pháp Đại Thừa nên chúng sinh đạt được an lạc nơi cõi trời người và Pháp lạc Niết Bàn. Thế Tôn, Đại Thừa là Pháp gì? Lợi ích ra sao? Vì sao khó đạt? Có chướng ngại gì? Vì sao gọi là Đại Thừa? Phật nói: Thì Nam, có một Pháp thuộc Pháp Đại Thừa, đó là tâm Bồ Đề vừa phát. Đại phát tâm, không buông lung, đã có một Pháp là tinh nghiệp quả, có một Pháp quán 12 nhân chuyên, là có một Pháp bình đẳng với chúng sinh, thích tu đại bi, đại từ, là có một Pháp không thối tâm Bồ Đề, là có một Pháp niệm Phật, là có một Pháp niệm chánh Pháp, là có một Pháp niệm tăng bằng tâm không thoái chuyển, là có một Pháp không mất tâm đạo, niệm tịnh giới, là có một Pháp trừ phiền não, nghĩ đến tâm xả, là có một Pháp niệm thiên để đạt vô lượng thân tịch tỉnh. Lại có một Pháp luôn nghĩ đến sự an ổn của chúng sinh, là có một Pháp siêng năng tu hành, là có một Pháp giúp chúng sinh giải thoát, được vui, là có một Pháp thích cầu chánh Pháp, là có một Pháp không thoái tâm, giảng Pháp cho chúng, là có một Pháp yêu mến người nghe Pháp, là có một Pháp cúng dường người thuyết Pháp, là có một Pháp xem chánh Pháp là thuốc lành, là có một Pháp tự xem mình là thầy thuốc. Là có một Pháp hân thịnh tam bảo, giúp không đoạn mất, là có một Pháp không lụy biến, là có một Pháp không tham thiết của cải, là có một Pháp tự giữ giới, giáo hóa kẻ hủy giới, là có một Pháp tự tu nhẫn, dạy chúng sinh trừ sân, là có một Pháp nhớ ân khi được lợi vật, là có một Pháp nghĩ đền ân, là có một Pháp tự giữ giới, không khinh người hủy giới, là có một Pháp trừ kiêu mạn, là có một Pháp chuyên tâm cầu học Pháp, là có một Pháp xa lánh kẻ ác, là có một Pháp chuyên tâm tu thiện, là có một Pháp không theo ý người, là có một Pháp điều phục các căn, là có một Pháp xem Pháp sư như Phật. Lại có một Pháp không tiếc thân mạng hộ trì chánh Pháp, là có một Pháp hành Pháp thế gian nhưng không bị nhiễm ô, là có một Pháp cầu Pháp quên thân, là có một Pháp điều phục chúng sinh, chịu khổ không hối hận, là có một Pháp cúng dường tháp tượng sau khi Phật Niết Bàn như cúng dường Phật tại thế, là có một Pháp tự nguyện làm bạn lành của chúng sinh, là có một Pháp không tham đắm vật tốt, là có một Pháp thích xuất gia, là có một Pháp thích khen ngợi điều tốt của người. Lại có một Pháp thích trang nghiêm Bồ Đề, là có một Pháp không ganh ghét bạn cùng học, là có một Pháp giáo hóa chúng sinh phát tâm Bồ Đề, tâm không hối hận, là có một Pháp che đậy lỗi người, là có một Pháp học tất cả ngôn ngữ, làm tất cả mọi việc, nói lời chân thật, làm theo lời nói, không chán pháp lành, đem mọi vật có được cho người, biết rõ cảnh giới ma, trừ kiêu mạn, biết thật, thích phán lặng, không chấp ngã, sở hữu của ngã, không tự khen, tùy thuận phong tục, sống đúng pháp, ở nơi vắng lặng, thọ trì tịnh giới, tu duy pháp lành, học rộng nhưng không kiêu mạn. Trọn hạnh lành an trụ, địa một, tu tam muội, không quán tánh pháp, không cao ngạo khi được Phật cúng, không sống với kẻ thích pháp thế gian, cùng học pháp với các bạn, có phương tiện chân thật biết tất cả nhưng không tham, tâm không hối, dù chưa hay đã học. Không khinh thường, dù đã biết, không sân hận khi bị mắng, không phân biệt khi cúng dường, dù đó là người mạ nhục mình, khen ngợi khi nghe chánh pháp, luôn cầu trang nghiêm sáu pháp ba la mật, không thoái chuyển lòng tin, cầu trang nghiêm đạo Bồ Đề, nhận cúng dường xong, thanh tịnh tâm mình để thế chủ được lợi ích, đầy đủ bảy tài vật, trừ sự nghèo cùng khốn khổ cho chúng sinh. Điều phục chúng sinh bằng phương tiện khéo léo, thâu phục chúng sinh bằng bốn giới pháp, không tranh chấp với chúng sinh, không tìm lỗi của pháp sư khi nghe pháp, không hận khi chưa chứng quả sa môn, luôn vào đời nhưng không bị nhiễm ô nơi tám pháp, luôn xét lỗi mình, không giận kẻ chỉ lỗi mình, không chấp pháp thế gian, không dối bạn, trước tự tịnh sinh thanh tịnh nơi người, thọ trì tịnh giới không bị lợi dưỡng, tu tịch tỉnh nương lớn pháp lành, hành pháp lành để trang nghiêm mình, trang nghiêm công đức, trang nghiêm trí tuệ, tu phương tiện tam muội không tưởng, an nhẫn đúng pháp,
Tu Ba Giải Thoát, Biết Xứ, Phi Xứ, Tu Samatha, Trang Nghiêm Tỳ Bà Xá Na, Biết Giải Thoát, Quán Ba Đời, Bình Đẳng, Không Phân Biệt, Biết Tánh Của Các Pháp, Thâu Giữ Không Sinh Diệt. Đại Bồ Tát thấy biết trăm pháp như thế, gọi là Đại Thừa. Lúc đó Đức Phật lại nói với Bồ Tát Hải Tuệ, Thiện Nam có hai pháp tạo lợi ích cho Đại Thừa. Thích niệm pháp Phật, đi bỏ thanh văn, là có hai, ủng hộ giải thoát, diễn, giảng, chánh pháp. Là có hai, cầu tâm Bồ Đề, điều phục chúng sinh, lại có hai, quán tâm Bồ Đề như tướng huyễn, quán chúng sinh đều không có ngã. Là có hai, không bỏ tâm Bồ Đề, quán pháp bình đẳng, lại có hai, thanh tịnh căn lành, không tạo, không tịnh. Lại có hai, trang nghiêm pháp lành, thành tựu trọn vẹn, lại có hai pháp. Mình trọn vẹn, chúng sinh trọn vẹn, lại có hai, tịnh bên trong, tịnh bên ngoài. Lại có hai, không tạo tội, đã tạo thì sám hối. Lại có hai, bố thí, không cầu báo. Lại có hai, bình đẳng bố thí, hồi hướng căn lành. Lại có hai, giữ giới, không cầu quả lành. Lại có hai, không tự khen, không chê người. Lại có hai, nhẫn nhục, nói lời êm dịu. Lại có hai, không tham, không sân. Lại có hai, xuyên tu pháp lành, không khinh kẻ lười biếng. Lại có hai, thanh tịnh thân, thanh tịnh tâm. Lại có hai, học thiền định, điều phục tâm. Lại có hai, sống trong thiền, không ghét cõi dục. Lại có hai, cầu pháp, thích pháp. Lại có hai, quán pháp, mong pháp. Lại có hai, thích bạn lành, cung kính, cúng dường. Lại có hai, chuyên tâm lắng nghe, thọ trì. Lại có hai, hỏi pháp, an trụ đúng pháp. Lại có hai, biết pháp, biết nghĩa. Lại có hai, không chán khi đã nghe, không ghét khi đã biết. Lại có hai, tu lành, lánh dữ. Lại có hai, thích giảng chánh pháp, thương yêu người học pháp. Lại có hai, không thanh tiết pháp, không vì lợi dưỡng mà thuyết pháp. Lại có hai, lắng lòng nghe, thọ trì. Lại có hai, trừ năm cái, tu bảy giác phần. Lại có hai, thích vui. Lại có hai, biết mình, biết thời cơ. Lại có hai, tinh nghiệp quả, tu nghiệp lành. Lại có hai, không mất tánh thánh, nói lời thật. Lại có hai, an trụ đúng pháp, không che giấu công đức Như Lai. Lại có hai, thanh tịnh thân, trừ ba căn không lành. Lại có hai, quán thân như cây cỏ, hành pháp lành để tịnh tâm. Lại có hai, giữ gìn lời nói, trừ bốn lỗi của khẩu nghiệp. Lại có hai, quán tất cả pháp không thể nói, quán âm thanh như tiếng vang. Lại có hai, tịnh tâm, trừ vô minh, ganh ghét tà chấp. Lại có hai, tịnh bên trong, biết bên ngoài không có nơi hành. Lại có hai, tu từ, bỏ chấp oán thù. Lại có hai, quán chúng sinh như hư không, tu từ. Lại có hai, không mất tâm bi, làm lành không hối tiếc. Lại có hai, điều phục kẻ ương ngạnh, không hối hận khi đã làm. Lại có hai, thọ trì pháp, bảo vệ pháp. Lại có hai, thích pháp, hộ pháp. Lại có hai, khen điều tốt của người, không nói lỗi người. Lại có hai, trừ tham, trừ sân. Lại có hai, không bỏ chúng sinh, tu hạnh xả. Lại có hai, niệm Phật, biết không có gì để niệm. Lại có hai, quán thân, tu 32 tướng. Lại có hai, niệm Pháp, dạy chúng sinh, an trụ Pháp. Lại có hai, niệm Tăng, Bồ Tát, nương tựa vị Tăng không thoái chuyển. Lại có hai, quán nơi không có Tăng, ủng hộ bốn quả sa môn. Lại có hai, niệm giới, biết tâm Bồ Đề không thể thuyết giảng. Lại có hai, quán giới không có trụ xứ, thương kẻ hủy giới. Lại có hai, niệm thí, không tiếc khi đã cho. Lại có hai, trừ phiền não, giảng pháp trừ phiền não. Lại có hai, niệm thiên, tích tịch tỉnh. Lại có hai, đủ tâm niệm che chở kẻ loạn tâm. Lại có hai, trang nghiêm công đức, trang nghiêm trí tuệ. Lại có hai, quán không tạo tác, thích làm lành. Lại có hai, không ràng buộc, giải thoát kẻ ràng buộc. Lại có hai, không dối tịnh tâm. Lại có hai, biết ơn nhớ ơn. Lại có hai, giảng tội lỗi trừ tội lỗi. Lại có hai, tự tu hạnh thánh, dạng người tu. Lại có hai, cầu pháp lành không chán ghét. Lại có hai, xa pháp ác gần pháp lành. Lại có hai, thành Phật thuyết pháp, chuyên tâm lắng nghe. Lại có hai, biết các pháp không sinh diệt, giảng câu nghĩa. Lại có hai, biết không có chúng sinh, sống chung với chúng sinh bằng pháp lành. Lại có hai, trừ các tướng, cầu 32 tướng.
lại có hai quán không bảo hộ chúng sinh, lại có hai tu vô nguyện cầu nguyện cho chúng sinh, lại có hai tu tất cả pháp lành mong chúng sinh làm lành, lại có hai trí tuệ không ngại thọ thân sinh tử, lại có hai không động không hối, lại có hai hổ thẹn, lại có hai thích nhàn tịnh cầu pháp tịnh, lại có hai tu tam muội không tranh chấp quán không có chúng sinh, lại có hai ít muốn biết đủ, lại có hai giấu lỗi người nếu lỗi mình, lại có hai quán 12 nhân duyên vững lòng tin, lại có hai không ngã không chúng sinh, lại có hai tự ngăn phiền não trừ phiền não người, lại có hai quán không tạo tác không thọ nhận, lại có hai quán lỗi sinh tử không đoạn sinh tử, lại có hai biết sinh tử và chúng sinh thoát sinh tử, lại có hai cầu ba la mật biết không nơi trụ, lại có hai cầu trí dạy người tu trí, lại có hai không mong cúng dường làm mọi việc để cúng dường, lại có hai nhớ đền ân bình đẳng với người có ân không ân, lại có hai không buông lung tu vô duyên từ, lại có hai vào hàng xuất gia chưa thích hạnh xuất gia, lại có hai tự thành tựu công đức thương kẻ thiếu đức, lại có hai tu thân niệm biết không có nơi niệm, lại có hai niệm thọ biết không có pháp niệm, lại có hai niệm tâm biết không có pháp niệm, lại có hai niệm pháp biết không có pháp niệm, lại có hai trừ bỏ pháp chẳng lành gần người làm lành, lại có hai trừ pháp ác đã sinh bảo vệ pháp lành đã sinh, lại có hai sinh khởi pháp lành chưa sinh nuôi lớn pháp lành, lại có hai thành tựu thần thông và chúng sinh, lại có hai an trụ pháp giới tất cả cõi Phật, lại có hai vững tin dạy chúng sinh kẻ không tin tin như mình, lại có hai tịnh tâm dạy kẻ loạn tâm, lại có hai siêng tu hóa độ kẻ lười biếng, lại có hai độ trí tuệ không ngại giáo hóa kẻ vô minh, lại có hai quán giới quán duyên, lại có hai trang nghiêm trí tâm không hối, lại có hai quán phiền não biết giải thoát, lại có hai tất cả pháp đều giải thoát phiền não không hợp ba cõi, lại có hai trang nghiêm bồ đề tu học chánh giác, lại có hai tận trí vô sinh trí, lại có hai quán phương tiện đạo thánh quán phương tiện sinh tử, lại có hai trọn vẹn đạo biết kẻ thoái chuyển, lại có hai an trụ đúng pháp không chấp pháp, lại có hai biết sinh diệt tự chuyên giải thoát tự chuyên, lại có hai biết nghiệp ma biết đã trừ, lại có hai nhẫn trước kẻ sân thương người hành nhẫn, lại có hai trang nghiêm bồ đề không tham chấp, lại có hai không bỏ phiền não không bỏ pháp lành, lại có hai biết xứ phi xứ hồi hướng căn lành lên bồ đề, lại có hai quán tâm bồ đề như tướng huyễn hồi hướng trang nghiêm bồ đề, lại có hai quán chúng sinh và bồ đề không sai khác biết chúng sinh nhờ bồ đề đạt giải thoát, lại có hai biết pháp không sinh trang nghiêm pháp lành, lại có hai pháp không thể nói nhưng lại nói đưa chúng sinh về một thừa, lại có ba pháp phát tâm bồ đề gần bạn lành không hối tiếc tu tập tâm đại bi không thoái chuyển, lại có ba trừ keo kiệt bố thí tất cả tu bồ đề, lại có ba đủ tịnh giới điều phục kẻ hủy giới hồi hướng bồ đề, lại có ba không sân điều phục kẻ sân hồi hướng bồ đề, lại có ba không hối hận khi vào sinh tử xây dựng sự nghiệp cho người hồi hướng bồ đề, lại có ba đạt tam muội không kiêu mạn hồi hướng bồ đề, lại có ba duyên sinh duyên pháp không duyên, lại có ba tự thương thương người liệt cả hai, lại có ba gì tự lợi tu tập trí tuệ lợi sinh bằng trí tự lợi lợi tha, lại có ba biết quá khứ đã qua vị lai cho đến hiện tại không dừng, lại có ba tu tâm từ với chánh định tu tâm bi với tà định tu tâm giải thoát với kẻ bất định, lại có ba tịnh thân tịnh khẩu tịnh ý, lại có ba quán bất tịnh trừ tham tu từ bi đoạn sân quán 12 nhân duyên đoạn vô minh, lại có ba an vui biết đủ, lại có ba thọ trì pháp đã nghe phân biệt cứu nghĩa quan sát tội lỗi, lại có ba đủ bảy tài vật bố thí pháp bố thí cho tất cả, lại có ba nghĩa thật nghĩa chân nghĩa dối, lại có ba biết mình biết người biết thời cơ, lại có ba năm ấm và pháp ấm bình đẳng
Các giới và pháp giới bình đẳng, các nhập và pháp nhập bình đẳng, là có ba tu không, vô tướng, vô nguyện, lại có ba. Không bác nhân quả, biết pháp do duyên sinh, từ nhân duyên có văn tự. Là có ba tinh Phật không thể nghĩ bàn, tinh pháp không thể hủy bán, tinh tăng là ruộng phước lành. Lại có ba trừ tham, đoạn sân, diệt si, lại có ba. Thế đế, đệ nhất nghĩa đế, không chấp hai đế, lại có ba. Đoạn phiền não, không kiêu mạn, cúng dường vào ruộng phước, lại có ba. Không nhiễm cõi dục, không tham cõi sắc, ở cõi vô sắc không cao ngạo, lại có ba. Cúng dường, được cúng, không mừng, bị mắng không giận, trừ tám pháp thế gian, lại có ba. Che đậy các căn, hiểu rõ các căn, tịch tỉnh các căn, lại có ba. Hướng đến địa hành, địa lành, trừ chứng địa lành, quán đức địa lành, lại có ba. Chuyên tâm, tịnh tâm, trang nghiêm thanh tịnh, lại có ba. Học giới giới, học tâm giới, học tuệ giới, lại có ba. Không vui khi theo lạc, khi buồn, khi chịu khổ, không khổ, không vui, tu tập hạnh xả, lại có ba. Chuyển nhân, không tạo tác, chuyển phiền não, không quán tưởng, tướng, chuyển ba đời, không nguyện cầu. Lại có ba, mắt không, sắc tịch tỉnh, thọ không trụ xứ. Lại có ba, giữ giới, tu định, quán tuệ. Lại có ba, niệm pháp, tư duy pháp, an trụ đúng pháp. Lại có ba, thanh văn giải thoát nhờ âm thanh. Duyên giác giải thoát nhờ 12 nhân duyên, Bồ Tát giải thoát nhờ 6 độ. Lại có ba, bố thí, đại tí, thi rút ráo. Lại có ba, hộ pháp, bảo vệ người hộ pháp, hộ trì đại thừa. Lại có ba, vào sinh tử, quán tội lỗi, vượt thoát. Lại có ba, chuyên tâm nghe pháp, trừ năm cái, thích vắng lặng, an trụ đúng pháp. Lại có ba, nương nghĩa, tựa pháp, y trí. Lại có ba, thích nhàn tịnh sau khi đã biết rộng, suy xét pháp lành, biết pháp bình đẳng. Lại có ba, gần gũi người trí, học hỏi trọng, bảo vệ người tốt. Lại có ba, không tham, dạy người, thương quý người, nghe pháp, chuyên tâm quán pháp Bồ Đề. Lại có ba, bình đẳng với chúng sinh, quán tâm bình đẳng, quán Phật bình đẳng. Lại có ba, quá khứ đã qua, vị lai không hợp, hiện tại chẳng lường. Lại có ba, quán khổ vô thường, quán pháp vô ngã, niết bàn, tịch tỉnh. Lại có ba, không che lỗi, hối lỗi, chuyên tâm giữ giới. Lại có ba, trừ nghi, trừ hối, trừ chướng. Lại có ba, muốn điều tốt, không làm việc thế gian, thích yên tịnh. Lại có ba, khâm nhẫn pháp sâu màu, giả nghĩa vi diệu, hiểu mọi nghĩa lấy. Lại có ba, đủ nhẫn nghe, trọn nhẫn tư duy, về nhẫn thuận. Lại có ba, phương tiện trí tuệ, đại từ, siêng năng kiên định. Thiện nam, có bốn pháp làm chướng ngại đại thừa, nghe những pháp không nên nghe, không thích nghe, học tạng pháp Bồ Tát, tạng hiệp ma, hủy bán chánh pháp. Lại có bốn, tham dục, sân hận, ngu si, không thích chánh pháp. Lại có bốn, ghen ghét khi người được lợi, tham của cải, dối pháp sư, không thích gần thiện tri thức. Lại có bốn, xem bạn lành là kẻ xấu, coi kẻ xấu là bạn tốt, phi pháp cho là pháp, pháp cho là phi pháp, không thích bố thí, cho rồi lại tiếc, cho rồi lại xét lỗi, không niệm tâm Bồ Đề. Lại có bốn, bố thí vì dục, bố thí vì sân, bố thí vì si, bố thí vì sợ. Lại có bốn, bố thí vì danh tự, bố thí vì mình, bố thí vì bạn tốt, bố thí vì hiếu thắng. Lại có bốn, không chuyên tâm bố thí, không tự tay bố thí, không trông coi việc bố thí, khinh mạng bố thí. Lại có bốn, bố thí vật không đáng giá, bố thí một ít vật, không lắng lòng bố thí, khinh khi bố thí. Lại có bốn, thí chất độc, thí dao, thí đồ, bất tịnh, thí vật không có ích. Lại có bốn, giận người giữ giới, thích kẻ phá giới, nghe theo lời kẻ, không nghĩ đến bố thí giới. Lại có bốn, cầu lợi phi pháp, không chia tài vật khi có được, ngăn chặn việc cúng dường của người, không biết đủ. Lại có bốn, giữ oai nghi vì cầu lợi dưỡng, vì lợi dưỡng hạ mình cầu sinh, tâm dối gạt,
nuôi sống bằng nghề xấu là cả bốn. Dân bạn cùng học, dân người cùng tu, không biết nghiệp ma, thích nói lỗi người. Lại có bốn, kiêu mạn không nghe chánh pháp, không cung kính pháp sư, không lễ bái cha mẹ sư trưởng, bạn tốt, chạy theo nghiệp ác. Lại có bốn, không che lấp công đức của người, rêu rao lỗi người, nuôi lớn tính kiêu mạn, giữ mãi tâm sân. Lại có bốn, lười biếng, không thích nghe lời tốt, không tùy thuận, sống trái pháp. Là có bốn, không điều phục, không thanh tịnh, không che giấu, không nhẫn nại. Lại có bốn, không thích nghe học pháp lành, thích vào xóm, làng, thành ấp, hủy phá giới cấm lại thích được cúng dường, không điều phục các căn. Lại có bốn, không che chở chúng sinh, không điều phục mọi loài, không hộ trì chánh pháp, thích nói lỗi của pháp sư. Lại có bốn, không giữ lòng tin, không thấy tội của chúng sinh, không xét lỗi của bạn xấu, không hiểu tội nghi ngờ. Lại có bốn, không quán bên trong, không quán bên ngoài, không hổ, không thẹn. Lại có bốn, không biết ân, không đền ân, bội ân, chấp tà. Lại có bốn, hủy bán thánh nhân, ủng hộ người đời, không tin luồng phước, gia cười người bố thí pháp. Lại có bốn, không thanh tịnh nghiệp thân, không giữ gìn nghiệp khẩu, không sợ bỏ nghiệp ý, chán ghét đại thừa. Lại có bốn, nói lời đâm thập ly gián người, nói lời sân hận với hòa thượng sư trưởng, nói lời vô nghĩa phá hoại lợi ích, nói dối để gạt hàng trời người. Lại có bốn, không giữ giới, loạn thiền định, không tin đời sau, thích việc thế gian. Lại có bốn, thô bạo, kiêu mạn, thích nói việc thế gian, thích ngủ nghỉ. Lại có bốn, mượn danh Bồ Tát để nhận cúng dường, không chăm sóc người bệnh, không trồng căn lành, không hướng Bồ Đề. Lại có bốn, tự khinh, khinh pháp, khinh phước, thương điện thừa thanh văn, bích chi Phật. Lại có bốn, tham thân, tham tâm, tham mạng, tham giới. Lại có bốn, tham nhà cửa, tham đạt việc, tham tà chấp, tham phá giới. Lại có bốn, làm nhiều, nói nhiều, nhận nhiều, tham ngắm nhìn. Lại có bốn, chấp ngã, chấp tà, chấp đoạn, chấp thường. Lại có bốn, không làm, thoái lui, hối tiếc, không vui. Lại có bốn, không tu thiện, thoái trí, không thích phương tiện. Lại có bốn, chướng ngại pháp, chướng ngại nghiệp lành, phiền não tạo chướng ngại, nghiệp ma tạo chướng ngại. Thiện nam, đó là các pháp chướng ngại đại thừa. Lúc giả nói pháp này, có bốn vào bốn ngàn trời người phát tâm Bồ Đề vô thượng, 28.000 Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh, tam thiên đại thiên cõi nước đều chấn động. Trong hư không, vô số trời người đồng thanh nói: Hí hữu thay, hí hữu thay Thế Tôn, ngày nay Như Lai gầm vang tiếng sư tử, thương yêu chúng sinh, mở cửa đại thừa. Thế Tôn, chúng sinh đạt một phần pháp này là đoạn khổ nơi ba đường ác, dần được vô số pháp bảo. Như có người ra ngoài thành thấy kho báu, vì thương mọi người nên người ấy vào thành nói với mọi người: Ai muốn hết nghèo nên đi theo ta. Trong số đó có người tin, người không tin. Người tin thì đi theo đến chỗ kho báu, tùy ý chọn hết nghèo khổ, song kho báu ấy vẫn không thêm bớt, cũng chẳng nghĩ cho người này lấy, không cho người khác lấy, giúp người này hết nghèo, không giúp người kia, cho người này đem đi, không cho người khác đem đi. Đức Thế Tôn cũng thế, trải qua vô số kiếp dốc cầu pháp bảo vô thượng đó. Đạt rồi thì thương chúng sinh, dùng âm thanh đại phạm bà với chúng sinh. Ai muốn trừ nghèo khổ sinh tử nên lắng lòng nghe. Chúng sinh ít phước không tin thì không trừ được khổ sinh tử. Người tin thì tùy khả năng học thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, Bồ Tát thừa. Song pháp bảo đó không thêm bớt. Có người tuy đến kho báu nhưng không thể lấy được. Người này thường ở trong ba đường ác. Người nghe được một chữ, một câu, thọ trì trong khoảnh khắc vẫn trừ được khổ sinh tử. Huống gì là người học một phẩm, hai phẩm, đọc tụng thọ trì, giải nói kinh đại thừa. Khi ấy Đức Thế Tôn khen chúng trời người: lành thay các thiên tử. Người thọ trì kinh điển này sẽ đầy đủ pháp lành.
kham nhận trí Phật, độ trí lớn, tạo lợi ích vừa cho vô số chúng sinh. Đức Thế Tôn nói kệ ở trong các thừa đại thừa nhất. Tựa như hư không không biên giới, đoạn trừ tất cả nghiệp sinh tử, hướng của Bồ Đề không chướng ngại. Có đủ khả năng tịnh tâm ấy, vui lòng bố thí tất cả Phật, chuyên tâm giữ gìn giới thanh tịnh, hướng của Bồ Đề không chướng ngại. Tâm luôn bình đẳng với chúng sinh, thương quán tội lỗi của phiền não, vượt hơn tất cả thừa yếu kém, để phục chúng sinh hướng đại thừa, chuyên tâm thọ trì đọc tụng kinh, trọn vẹn tịnh giới và nhẫn nhục, đầy đủ trí tuệ dẹp quân ma, thương yêu chúng sinh hướng đạo tràng. Trang nghiêm từ bi tu bốn thiền, giao sắc trí tuệ diệt quân ma, ở cội Bồ Đề quán nhân chuyên. Thành tựu thương chúng giảng đại thừa, chúng sinh mười phương học đại thừa, pháp không thêm bớt tựa hư không, thần lực đại thừa khó suy nghĩ. Vì thế Như Lai thường tu tập, an trụ niệm xứ hành chánh cần, đầy đủ như ý căn và lực, lên đường bát chánh lấy báu giác. Vì thế Như Lai hướng Bồ Đề, tâm Phật tịch tỉnh trừ phiền não, xua tan hắc ám, hành trí sáng, thành trí sáng. Vì vậy phàm thiên về Đế Thích, kính lạy Như Lai học đại thừa, đầy đủ sáu độ sáu thần thông, trọn phương tiện khéo ba giải thoát, trừ diệt các ma và tà chấp. Vì thế Như Lai học đại thừa, nếu ai thành tựu các căn lành, trọn vẹn các pháp căn bất thiện, tin tưởng đoạn trừ mọi phiền não. Vì vậy đại thừa khó nghĩ bàn, tất cả các pháp ở thế gian, vô số pháp môn xuất thế gian, là người học pháp không học pháp, tất cả đều thuộc pháp đại thừa. Chúng sinh đi vào các đường ác, gần gũi bạn xấu, kẻ tà chấp, vì thương chúng đó tu phương tiện, để phục mọi loài giảng đại thừa. Thấp kém không thích pháp đại thừa, tâm hợp không trừ kết sở người, thường cầu tụi dưới bỏ người khác, kinh sợ khi nghe pháp đại thừa. Những người độ trí trọn uy lực, thương yêu chúng sinh đem lợi ích, nghe pháp đại thừa tâm vui vẻ, trừ khổ não người không hối hận. Nếu ai muốn biết hạnh chúng sinh, căn tánh cảnh giới của mọi loài, Bồ Tát một niệm tỏ thông hết, vì thế đại thừa khó nghĩ bàn. Đạt thân tịch tỉnh tướng trang nghiêm, khẩu nghiệp thanh tịnh chúng thích nghe, tâm cũng thanh tịnh trọn thần thông, tất cả đều nhờ hướng đại thừa. Tin tưởng thực hành pháp đại thừa, không khiến đoạn hết giống tam bảo, vì thương chúng sinh làm lợi ích, trừ hết khổ não không nghèo cùng. Đi lại các cõi ở mười phương, gặp được vô số đức Thế Tôn, hướng tu các pháp đại thừa ấy, thành tựu vô lượng vô số đức. Tất cả thế gian không ai hơn, hướng đến đại thừa pháp vô thượng, đầy đủ sức mạnh diệt quân ma, vì thế đại thừa khó nghĩ bàn. Trọn vẹn sắc lực luôn tồn tại, thọ thân phạm tích chuyển luân vương, tin tưởng tu học pháp đại thừa, thọ hưởng an lạc của ba cõi, bố thí tất cả không hối tiếc, dù là vật quý vẫn không tiếc, xả thân bố thí tu từ bi, vì thế đại thừa khó nghĩ bàn, giữ giới xin tu thích phạm hạnh. Thần lực che cả mặt trời trăng, không tham chấp thân quả báo tốt, tu tập đại thừa điều phục chúng, giảng pháp người nghe, người không nghe, không hề sân hận hay yêu thích, thân tâm siêng hành đại tinh tấn, để đạt đại thừa pháp có đạt, trở thành pháp vương bậc tối thượng, thành tựu nhẫn nhục pháp khó nhẫn, đại vô số kiếp chịu khổ não, trọn vẹn đại thừa hơn tất cả. Siêng năng lợi ích vô số chúng, thanh tịnh các nghiệp thân khẩu ý, tu tập từ bi và thần thông, an trụ đại thừa phước đức lớn, hiểu sinh trụ diệt của pháp giới, không ngã không chấp điều phụ căn, an trụ trong pháp đại thừa ấy, luôn được an lạc như chư Phật, đầy đủ tâm niệm và tinh tấn, bốn pháp như ý đại thần lực, đương tượng chánh pháp và thật nghĩa, đều nhờ an trụ pháp đại thừa, trọn vẹn bốn pháp vô sở ý, gầm tiếng sư tử đấng tối tôn, đầy đủ tướng tốt tự trang nghiêm, là nhờ an trụ pháp đại thừa, thành tựu trọn vẹn ba thần thông, điều phục giáo hóa mọi quần mê, tâm luôn tịch tỉnh không kiêu mạn, thực hành đại thừa đủ nhẫn nhục, nói tiếng phạm thiên thật phi diệu, tất cả mọi loài đều thích nghe. Siêng năng tu tập pháp đại thừa, hiểu rõ ngôn ngữ của chúng sinh, tạo mọi nghiệp lành trang nghiêm cõi, không lâu sẽ đạt vô lượng thân, chuyên tâm nghe học pháp đại thừa, thọ hưởng vô lượng pháp an lạc, đi lại hư không không chướng ngại, biết rõ biển có bao nhiêu nước,
không thể nói hết đức Đại Thừa, vì thế Đại Thừa khó lường nghĩ. Lúc đó Đức Phật lại bảo Bồ Tát Hải Tuệ, thiện nam A Muốn thọ trì kinh này, thanh tịnh tâm, nên thọ trì môn cú, pháp cú, kim cang cú, chuyên tâm quán sát môn cú, làm cửa ngõ để vào tất cả pháp. Chữ A là cửa của tất cả pháp môn, A là không, tất cả các pháp đều vô thường. Chữ Ba cũng là cửa của các pháp, Ba là đệ nhất nghĩa, chữ Na là cửa của các pháp, Na là các pháp không ngại, Đà là cửa của các pháp, Đà địa phục tánh tất cả pháp, Sa là cửa của các pháp, Sa xa lìa tất cả pháp, Đa là cửa của các pháp, Đa tất cả pháp đều như như. Ca là cửa các pháp, Ca tất cả các pháp không tạo tác, không thọ nhận. Ta là cửa các pháp, Ta các pháp không phân biệt. Già là cửa các pháp, Già chánh pháp của Như Lai sâu xa khó lường. Xà là cửa các pháp, Xà không có tướng sinh. Đàm là cửa các pháp, Đàm không phân biệt giới. Xa là cửa các pháp, Xa trọn Samatha, đạt tám chánh đạo. Khư là cửa các pháp, Khư các pháp tựa hư không. Xoa là cửa các pháp, Xoa các pháp cùng tận. Nhược là cửa các pháp, Nhược các pháp không ngại. Tha là cửa các pháp, Tha các pháp là phi, là xứ phi xứ. Cổ là cửa các pháp, Cổ quán năm ấm đạt lợi ích lớn. Trà là cửa các pháp, Trà các pháp không đốt đáo. Ca là cửa các pháp, Ca thân tịch tịnh nên đạt lợi ích. Chí là cửa các pháp, Chí tâm tịch tịnh trừ tất cả ác. Ưu là cửa các pháp, Ưu thọ trì bảo vệ thanh tịnh giới cấm. Xà là cửa các pháp, Xà khéo tư duy. Thế là cửa các pháp, Thế an trụ nơi pháp. Tu là cửa các pháp, Tu tánh các pháp là giải thoát. Tỳ là cửa các pháp, Tỳ tất cả các pháp đều là tỳ ni. Tỳ ni là điều phục tự thân. Thời là cửa các pháp, Thời tánh các pháp không ô nhiễm. A là cửa các pháp, A là tánh của các pháp sáng suốt. Ta là cửa các pháp, Ta là tu tám chánh đạo. Bà là cửa các pháp, Bà các pháp không phải trong, không phải ngoài. Thiền nam đó là môn cú, thanh tịnh tâm niệm, thanh tịnh tâm, biết căn của chúng sinh, pháp cú, tất cả các pháp, là ấm giải thoát, không hai, không thường đoạn, không thêm bớt, bình đẳng như hư không, năm nhãn đạo như hư không, không phân biệt tựa như, tựa hư không, nhập pháp giới như như, không quá khứ, vị lai hiện tại, bản tánh thanh tịnh, không không tướng, không nguyện, không xứ, phi xứ, khổ vô ngã, tịch tỉnh, không lỗi lầm, thuộc đời nhất nghĩa, an trụ nơi, như tánh pháp, giải thoát đốt đáo, không thời gian, vượt ba đời, cùng một vị tánh không ngại, tánh không sinh, tánh không tranh chấp, tánh không giác quán, không phải sắc, không thể thấy, không nhà cửa, không đối trị, không nghiệp quả, không tạo tác, không thọ nhận, không sanh diệt. Thiền nam, đó là pháp cú đó là bồ đề của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại. Pháp cú đó là 84.000 pháp môn. Thiền nam, quan sát các pháp như thế là đạt pháp nhẫn vô sinh. Thiền nam, người chưa trồng căn lành, nghe pháp này sẽ trồng căn lành, trừ nghiệp ba. Thiền nam quan sát như thế là đạt đà la ni vô tận khí. Pháp đó bao hàm 84.000 tám muội, 84.000 hạnh tánh của chúng sinh. Đó là pháp cú, kim cang cú. Thân không hoại diệt tựa kim cang, vì sao? Vì tánh của pháp không hoại, tánh của trí tuệ tựa diệt vô minh. Vì thế trí tuệ đó là kim cang cú. Tội ngũ nghịch trừ hết pháp lành. Vì vậy ngũ nghịch là kim cang cú. Quán bất tịnh trừ tham dục, bất tịnh là kim cang cú. Quán tâm trừ diệt sân hận, tâm từ là kim cang cú. Quán 12 nhân duyên trừ ngu si. Quán duyên là kim cang cú. Tâm của tất cả chúng sinh bình đẳng là kim cang cú. Vì tâm của một chúng sinh hàm tàng tâm của tất cả chúng sinh. Một Đức Phật
tất cả Đức Phật đều bình đẳng là kim cang cố. Một ruộng phước, tất cả ruộng phước bình đẳng không cùng tận. Tất cả pháp tựa hư không, các pháp cùng một vị. Các pháp và pháp Phật bình đẳng không hai. Tam muội kim cang trừ diệt nghiệp mã, tiếng pháp Như Lai hơn tất cả loại tiếng. Quán không sinh diệt vượt già bệnh chết là kim cang cú. Thiền Nam, các pháp đó là kim cang cú, là vững chắc, không hoại, không phá, bình đẳng, thật, không hai, không thoái chuyển, tịch tỉnh, không tạo lỗi lầm, không thêm bớt, không có nghiệp, không có pháp, chân thật là có, không hủy bán Phật, đương pháp, tự tăng. Vốn vậy, phân biệt ba đời, dũng mãnh, phàm thiên, từ tâm, hư không, bồ đề, không thấp, tướng pháp không tướng, tâm ý thức không trụ, ba tuần phá ma, vô thượng không hơn, ruộng, giao cảnh giới mình, giao cảnh giới Phật không giác quán, không phân biệt pháp giới, không câu cú. Thì Nam Bồ Tát hiểu được các cố nghĩa đó sẽ đến cội Bồ Đề, an tọa nơi pháp tòa sư tử Kim Cang. Lúc giảng nơi pháp này có 8.000 Bồ Tát Đạt Đà La Ni nhập pháp, gia tám muội nhất thiết chúng sinh bình đẳng. Khi đó Bồ Tát ở các nơi đều đãi hoa trổ nhạc cúng dường Phật nói kệ: Con xin kính lạy đấng tối tôn, biết rõ âm thanh của mọi loài, dạy tướng không tướng một tướng thật, thành tựu 32 tướng tốt, tâm tánh của mỗi mỗi chúng sinh, bình đẳng hành tạng tâm mọi loài, dạy hành không hành một thật hành, con xin kính lạy đấng vô thượng, Như Lai thật biết mọi nhân quả, vì thế dạng rõ nghiệp và báo, pháp giới chân như chẳng có không. Con xin tán thán đấng vô thượng, tất cả chúng sinh không giác quán, tâm tánh vốn tịnh không tham dục. Tham dục sinh khởi do nhân duyên, con xin kính lạy đấng chân trí. Con thấy vô lượng sắc thân Phật, nhưng thân Như Lai không hình sắc, vì thương chúng sinh hiện hình sắc, kính lạy Thế Tôn Sư Tử Chúa. Tất cả ruộng phước vào một ruộng, nhưng ruộng phước này không thêm bớt. Pháp giới không động chẳng chuyển dời, kính lạy Thế Tôn bậc Do Chúa. Quán tâm chúng sinh là huyện hóa, các pháp Bồ Đề cũng như vậy, biết tất cả pháp đều bình đẳng, vì thế con lệ đấng bình đẳng. Quán các pháp giới thảy bình đẳng, nên dạy các pháp không một hai, không có không không là giải thoát, kính lạy Thế Tôn hai trừ chấp. Mặt trăng mặt trời có thể rơi, có thể buộc giữ cơn gió lớn, có thể thổi bay núi Tu Chi, không thể nói Phật dạy hai lời. Lời thật, lời chân, lời thanh tịnh, thân tâm trong sạch tựa hư không, không nhiễm thế gian hoa sen đẹp, con xin kính lễ đấng vô thượng. Người nào tán thán đức như vậy sẽ được thành tựu công đức ấy. Vì những công đức vô thượng đó, con xin kính lạy đức Thế Tôn. Nói kệ xong, các Bồ Tát thưa Phật: Thế Tôn báu lớn chính là Phật. Phật ra đời lại đem lại niềm vui, là có niềm tin, có tâm niệm, có trí, có thấy giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, tuệ, từ bi hỷ xả, có trí biết nghĩa, 12 nhân duyên, có niệm xứ chánh cần, như ý, căn lực, giác đạo, tất cả pháp lành. Lúc ấy trong chúng hội có một Bồ Tát tên Tuệ Tụ thưa Phật: Thế Tôn sinh già bệnh chết ở đời, là có Phật xuất thế, có vô minh tham ái, sân giận, nghi ngờ, phiền não là có Phật ra đời. Vì sao? Nếu các pháp đó không xuất hiện, làm sao có Phật? Phật nói: lành thay Tiền Nam, đúng như lời ông nói. Khi đó Bồ Tát Hải Tuệ thưa: Thế Tôn, nếu không có các pháp đó, Như Lai có xuất hiện ở đời không? Tiền Nam, khi Bồ Tát vừa phát tâm Bồ Đề, thật không biết các pháp đó, vì thế ta giảng dạy cho. Thiền Nam có 4 hạng Bồ Tát: vừa phát tâm Bồ Đề, tu hành đạo Bồ Đề, kiên định không thoái Bồ Đề, một đời thành Phật. Phát tâm Bồ Đề, thấy sắc tướng Phật. Phát tâm Bồ Đề, Bồ Tát tu hành thấy tất cả pháp lành của Phật nên phát tâm. Bồ Tát không thoái, thấy thân Phật và các pháp bình đẳng. Bồ Tát một đời thành Phật, thấy công đức của Phật và tất cả pháp. Vì sao? Vì đạt mắt tuệ thấy biết tất cả, trừ hai chấp. Trí tuệ thanh tịnh nên không thấy tịnh. Bất tịnh, không phải tịnh, không phải bất tịnh. Người này là thấy rõ Như Lai. Thì Nam, ngày xưa ta thấy Phật như đang như thế, do đó đạt pháp nhẫn vô sinh. Biết rõ về
biết rõ về đạt không đạt. Sau đó bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, an trụ trong hư không, thấy biết tất cả pháp giới. Do thấy vậy nên tâm không trụ vào đâu, đạt 6 vạn tám muội. Bây giờ Đức Như Năng thọ ký cho ta, Ma Nạp, đời sau ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, là đấng Như Lai ứng cúng trên biến tri, minh hạnh tốt. Thiền thề thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Khi ấy ta không nghe thấy tiếng thọ ký đó, không nghĩ là Phật, là được thọ ký. Ta đã thành tựu ba tuệ thanh tịnh, không thấy ngã Phật thọ ký, lại có ba pháp. Không thấy ngã chúng sinh pháp, lại có ba. Không thấy danh sắc nhân, lại có ba. Thấy tất cả ấm đều thuộc về pháp ấm, tất cả giới đều thuộc pháp giới, tất cả nhập đều thuộc pháp nhập. Lại có ba, quá khứ đã qua, vị lai chưa sinh, hiện tại không dừng. Lại có ba, quán thân như trăng dưới nước, âm thanh không thể nói, tâm không thể thấy. Lại có ba, không, vô tướng, vô nguyện. Thế như vậy là thật thấy thọ ký. Thì Nam Bồ Tát thấy như vậy là thật thấy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, quyển 10.